Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lăng Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong chương trình hôm nay, Lăng Vy và Thảo Ly sẽ trình bày với quý vị và anh chị em tin vui là đền thờ Sagrada Familia, nghĩa là Thánh gia, tại Tây Ban Nha đã chào đón các nhân viên y tế nhân dịp mở cửa trở lại. Và kế đó là một chuyện liên quan đến cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ. Đền thờ Sagrada Familia chào đón các nhân viên y tế nhân dịp mở cửa trở lại. Kính thưa quý vị và anh chị em, đền thờ Sagrada Familia, nghĩa là Thánh gia, được thiết kế bởi Anthony Gaudi, đã được mở cửa trở lại vào ngày 4 tây tháng 7, sau khi đóng cửa hơn 100 ngày do cuộc khủng hoảng coronavirus. Đền thờ vẫn còn xây cất dở dang, đã buộc phải đóng cửa với các khách du lịch vào ngày 13 tháng 3. Nhân dịp mở cửa trở lại, đền thờ sẽ cung cấp vé vào cửa miễn phí cho các nhân viên y tế và gia đình họ trong hai cuối tuần 4 và 5 tây tháng 7, cũng như 11 và 12 tây tháng 7. Đức Hồng Y Juan José Omella là Tổng Giám mục Barcelona và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã gặp gỡ hiệu trưởng các trường đại học, giám đốc các bệnh viện, các bác sĩ, dược sĩ, y tá và những chuyên gia vật lý trị liệu. 37.000 vé được cung cấp vào ngày 16 tháng 6 đã hết sạch trong vòng 5 giờ. Trong giai đoạn nới lỏng thứ 3, đền thờ sẽ có thể đón các khách du lịch địa phương và quốc tế. Vương cung thánh đường dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026, 100 năm sau ngày mất của Gaudi. Gaudi là một người Công giáo sùng đạo và khổ hạnh, bắt đầu làm việc cho dự án này vào năm 1883. Năm 1914, ông dùng tất cả các công việc khác để tập trung hoàn toàn đền thờ này, là nơi ông cống hiến trọn vẹn cho đến khi chết bất ngờ. Ông bị một chiếc xe điện đâm phải vào năm 1926, ở tuổi 73, khi đang đi bộ đến nhà thờ Thánh Philip Neri của Barcelona để cầu nguyện. Người đi đường đã không nhận ra kiến trúc sư nổi tiếng vì ông mặc quần áo xuềnh xoàng, cũ kỹ và thiếu giấy tờ tùy thân. Gaudi chết 3 ngày sau vụ tai nạn này và được chôn cất trong hầm mộ của ngôi đền thờ còn đang dang dở. Án tuyên thánh cho ông đã được mở tại Roma vào năm 2003. Tháng trước, đền thờ cuối cùng đã được nhận giấy phép xây dựng chính thức, 137 năm sau khi việc xây dựng bắt đầu. Đức Giám mục Brownsville, Texas, chỉ trích cách thức tranh cử bằng cách nhục mạ người khác. Đức cha Daniel Flores, Giám mục Brownsville, Texas, đã chỉ trích tổ chức phá thai Planned Parenthood và các tổ chức chính trị phò phá thai vì họ đã sử dụng những từ ngữ bài Mỹ Tây Cơ trong một chiến dịch chống Thượng nghị sĩ Eddie Lucio. Thượng nghị sĩ Eddie Lucio là một người Công giáo hăng hái trong các hoạt động phò sinh. Ông đang tái tranh cử nhiệm kỳ mới. Mặc dù tôi không ngạc nhiên rằng Planned Parenthood sẽ tấn công thượng nghị sĩ phò sinh Eddie Lucio,
Tôi cảm thấy bàng hoàng sâu sắc rằng họ, cùng với Texas Freedom Network và những người khác đang tham gia vào loại tấn công độc hại, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm như thế để chê bai ông và gia đình ông. Đức cha Daniel Flores cho biết trong một tuyên bố ngày 3 tháng 7, tuyên bố đưa ra sau khi Planned Parenthood, Texas Vote, PAC và Texas Freedom Network sử dụng thuật ngữ Sucio Lucio để mô tả ông Eddie Lucio trong một chiến dịch gửi thư trực tiếp đến từng nhà để vận động tranh cử cho ứng cử viên Sarah Stapleton Baraba trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7 tới đây. Từ ngữ Sucio là tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là dơ bẩn. Sucio Lucio nghĩa là tên Lucio dơ bẩn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.